Do you wash your hands? Yes, I did. Did you wash your damn hands? I did five times today. Good. Thank you. You're welcome. Trump kêu gọi người Mỹ ngừng tích trữ lương thực thực phẩm. VOA tiếng Việt ngày 16 tháng 3 đăng tin. Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi mọi người ngừng tích trữ hàng hóa, thực phẩm giữa lúc một trong những quan chức y tế công cộng cấp cao nhất kêu gọi người Mỹ hãy hành động khẩn trương hơn để bảo vệ chính bản thân họ và những người khác trước dịch trị vi. Tiến sĩ Anthony Fauci nói ông muốn nhìn thấy các biện pháp tích cực như cả nước Mỹ đóng cửa trong 14 ngày. Tuy nhiên, theo ông Fauci, việc hạn chế đi lại ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như đến và đi từ tiểu bang Washington và California, nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, có lẽ chưa cần thiết lúc này. Các giới chức ở Washington đang chuẩn bị cho dịch bệnh được dự đoán là cần một nỗ lực lâu dài để ngăn chặn virus đang tác động lên đời sống trên toàn cầu. Quý vị không cần phải mua nhiều như vậy, ông Trump nói trong một cuộc họp báo. Hãy bình tĩnh, cứ thông thả, sau khi nói chuyện với các giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng tạp hóa, ông Trump cam đoan với người Mỹ rằng các cửa hàng vẫn sẽ mở cửa và chuỗi cung ứng vẫn hoạt động bình thường. Tổng thống thừa nhận rằng chỉ vi này rất dễ lây lan, nhưng khẳng định chính quyền của ông có thể kiểm soát cao sự lây lan của dịch bệnh. Ông Trump bày tỏ vui mừng khi Cục Dự trữ Liên bang hôm 15 tháng 3 tuyên bố đang thực hiện hành động khẩn cấp để giảm lãi suất cơ bản xuống gần bằng không. Động thái nhằm giúp nền kinh tế Mỹ chống lại dịch bệnh được đưa ra một ngày sau khi ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ sa thải hoặc hạ cấp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Jerome Powell Sáng 15 tháng 3, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp với hơn hai chục giám đốc các cửa hàng tạp hóa và chuỗi cung ứng để thảo luận về phản ứng của họ đối với sự bùng phát của chỉ vi. Các nhà bán lẻ báo cáo rằng người tiêu dùng đã đổ xô đến các cửa hàng để dự trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Người tiêu dùng cũng bày tỏ thất vọng rằng một số mặt hàng như nước rửa tay và giấy vệ sinh đang trở nên khan hiếm hơn. Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence cũng kêu gọi người Mỹ chỉ mua những vật phẩm cần thiết cho tuần tới. Ông Mike Pence cho biết chính phủ liên bang sẽ phát hành hướng dẫn cập nhật liên quan đến các nhà hàng, quán bar và các cơ sở khác vào ngày 16 tháng 3. Chính quyền của ông Trump cho biết hàng triệu bộ xét nghiệm chỉ vi sẽ được cung cấp trong vài tuần tới, bao gồm cả việc xử lý nhanh hơn các mẫu xét nghiệm, nhưng khuyến khích người dân Mỹ nên giúp kiềm chế dịch bệnh hơn là tìm kiếm xét nghiệm. Cũng kể từ ngày 16 tháng 3, những người đi vào khu vực Nhà Trắng sẽ được đo nhiệt độ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết quốc hội đã bắt đầu làm việc với gói viện trợ mới sau khi một gói cứu trợ vừa được Hạ viện phê duyệt vào đầu ngày thứ Bảy. Dành để trả lương và các cứu trợ khác cho công dân phải lấy ngày nghỉ bệnh, gói cứu trợ này đang chờ được thông qua tại Thượng viện. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi thứ thay đổi chóng mặt kể từ khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào thứ Sáu ngày 13. Trường học, khu vui chơi, giải trí hay các trung tâm tổ chức sự kiện đều đóng cửa. Các sự kiện, hội trợ hay các phiên đấu giá tập trung đông người cũng bị hủy bỏ hoặc chuyển sang giao dịch trực tuyến. Nhiều người Mỹ nói rằng họ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Các chuỗi cửa hàng khuyến khích khách hàng mua đồ online, nếu mua tại cửa hàng thì đề nghị tuyệt đối làm theo giao thức bảo vệ chung. Ví dụ như vào cửa siêu thị phải dùng khăn lau diệt khuẩn ngay ở cửa để lau chỗ tay cầm xe đẩy hay giỏ đựng đồ trước khi vào trong. Nhân viên phải đeo găng tay hoặc dùng khăn diệt khuẩn lau tay trước khi cầm vào đồ của khách hàng để tính tiền các hãng mỹ phẩm thường xuyên lau chùi các vật dụng và để khách hàng tự xem sản phẩm mẫu chứ không để nhân viên tiếp xúc trực tiếp điều tuyệt vời là có chuỗi cửa hàng sẵn sàng mở cửa đón mọi người vào rửa tay miễn phí nếu ai có nhu cầu các công ty cũng tạo điều kiện tối đa làm việc tại nhà các bệnh viện thông báo sẽ mở cửa từ bên ngoài tới bên trong để mọi người đi vào không phải động vào tay nắm mở cửa Đâu đâu cũng có lọ nước diệt khuẩn cho mọi người và có dán thông báo rõ ràng tại cửa để bắt buộc sử dụng trước khi vào bên trong. Bệnh viện sản phụ khoa đề nghị nếu có triệu chứng ốm thì không được đến bệnh viện vì có nhiều sản phụ ở đó. Bệnh viện cũng không chấp nhận trẻ em dưới 17 tuổi đi theo người nhà vào bệnh viện, trừ khi đó là bệnh nhân. Nhiều công sở bắt buộc người đến giao dịch rửa tay trước khi vào phòng chờ và đề nghị tự dùng bút của mình mang theo xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã theo dõi xin được gặp lại những video tiếp theo